Tháng 3, tháng của những chiếc áo xanh tình nguyện với những hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ. Và ở đó, mỗi thanh niên, mỗi chiếc áo xanh đều ra sức cống hiến sức trẻ cho cộng đồng, cho xã hội. Trong tháng 3 còn có ngày kỷ niệm đặc biệt và ý nghĩa đối với tuổi trẻ, đó là ngày 26 tháng 3, ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Năm nay, Đoàn Thanh niên tròn 90 tuổi, qua 90 năm thành lập và trưởng thành, với bao lớp thanh niên đầy nhiệt huyết đã cống hiến tài năng trí tuệ của mình, luôn là cánh tay đắc lực của đảng. Để rồi nghe khúc hát đoàn ca, nhiệt huyết đó lại một lần nữa dâng trào trong huyết quản. Nhân 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tỉnh đoàn Bạc Liêu long trọng tổ chức buổi họp mặt chào mừng ôn lại lịch sử truyền thống hào hùng của tổ chức đoàn qua các thời kỳ, là cơ hội để tuổi trẻ hôm nay tri ân thế hệ thanh niên đi trước đã viết lên trang sử vàng son lịch sử đoàn. Qua đó làm cho mỗi thanh niên hôm nay ý thức được vai trò trách nhiệm của mình trong việc kế thừa truyền thống đó và phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước. Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được thời gian qua, kể từ sau Đại hội Đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ 10, tuổi trẻ Bạc Liêu đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức lối sống, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động phong trào hành động cách mạng thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực như phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, xung kích bảo vệ tổ quốc, hiến máu tình nguyện, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xung kích phát triển kinh tế xã hội, sáng tạo trong lập thân khởi nghiệp. Tổ chức thực hiện ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, chăm lo hỗ trợ đồng hành cùng thanh niên, giúp đỡ hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp mở các lớp đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, hỗ trợ duy trì và thành lập mới các mô hình phát triển kinh tế, hỗ trợ vốn vay cho thanh niên phát triển sản xuất, hỗ trợ và duy trì thành lập các mô hình trong thanh niên. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở đoàn, nhất là chi đoàn địa bàn dân cư, không ngừng bồi dưỡng kết nạp đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, bổ sung lực lượng, tăng thêm sức mạnh cho tổ chức, góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của thanh niên. Để có được những kết quả đáng khích lệ trên, Ban Thường vụ tỉnh đoàn và tuổi trẻ Bạc Liêu biết rằng đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của tỉnh ủy, sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cấp ủy đảng, các ngành, các cấp trong tỉnh và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi của toàn tỉnh. Bên cạnh đó, một yếu tố quan trọng và là nền tảng vững chắc cho tuổi trẻ Bạc Liêu tiếp bước đó chính là những cống hiến to lớn và sự tích cực hỗ trợ của các cô chú, anh chị là những người đi trước, những cựu cán bộ đoàn tỉnh Bạc Liêu qua các thời kỳ. Đối với tổ chức đoàn, tuổi trẻ Bạc Liêu cảm thấy rất tự hào và khích lệ khi nhiều đồng chí cựu cán bộ đoàn của tỉnh hiện nay đảm đương những trọng trách, những vị trí quan trọng của tỉnh và trong bộ máy của đảng, của chính quyền các cấp. Điều đó chứng minh được rằng môi trường công tác đoàn là một môi trường tuyệt vời để mỗi đồng chí cán bộ đoàn có cơ hội rèn luyện và trưởng thành. Các cô chú, các anh chị là động lực để tuổi trẻ ngày hôm nay tiếp tục phấn đấu và là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo. Với những tình cảm sâu sắc và sự tri ân đối với các cô chú anh chị, tuổi trẻ Bạc Liêu xin hứa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các thế hệ cán bộ đoàn đi trước. Xem đây là nghĩa vụ, trách nhiệm và là mệnh lệnh đặc biệt của trái tim và khối óc của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên hiện nay, nêu cao tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ là lực lượng xung kích đi đầu trong xây dựng quê hương đất nước, trao dồi lý tưởng cộng sản, phẩm chất đạo đức, không ngừng ra sức học tập rèn luyện, tham gia làm tốt hơn nữa vai trò là hạt nhân trong mọi hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, sống có mục tiêu, lý tưởng cao đẹp, cống hiến hết mình cho tổ quốc, cho quê hương vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đến dự họp mặt còn có đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh,
đồng chí Phan Như Nguyện, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư tỉnh đoàn Bạc Liêu qua các thời kỳ. Đặc biệt trong buổi họp mặt còn có đồng chí Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương về tham dự. Những kết quả mà tuổi trẻ đạt được trong thời gian qua, đó không chỉ là sự nỗ lực của tổ chức đoàn mà còn là sự quan tâm dẫn dắt của các thế hệ cha anh và sự quan tâm đến công tác đoàn của Đảng, của chính quyền. Tại buổi họp mặt, đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu ghi nhận biểu dương những nỗ lực và những kết quả mà tổ chức đoàn các cấp, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh đã đạt được trong suốt chặng đường 90 năm qua. Đồng thời đề nghị các cấp bộ đoàn tiếp tục duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng các phong trào hoạt động của đoàn. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng là năm đầu tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, để các nghị quyết của Đảng thành hành động cách mạng cụ thể trong phong trào thanh niên, tôi đề nghị các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ tỉnh nhà tập trung thực hiện tốt một số việc như sau. Thứ nhất, các cấp bộ đoàn cần xác định vai trò quan trọng của tổ chức đoàn là trường học xã chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. Vì vậy, cần coi trọng giáo dục lý tưởng, lòng yêu nước, niềm tự hào truyền thống của dân tộc, truyền thống cách mạng, truyền thống của Đảng, của đoàn thanh niên, truyền thống của quê hương, giáo dục tình cảm cách mạng, niềm tin thanh thiếu niên nhi đồng theo lý tưởng và đạo đức của Hồ Chí Minh, nêu cao ý thức, tinh thần, dân tộc, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đoàn, hội, lấy xây dựng tổ chức đoàn từ tỉnh đến cơ sở, vững mạnh làm nòng cốt trong phong trào thanh niên. Mọi hoạt động của đoàn phải hướng về cơ sở. Thứ ba, các cấp của đoàn phải tiếp tục duy trì, phát triển nâng cao chất lượng các phong trào, hoạt động của đoàn, các phong trào của thanh thiếu niên gắn với các mục tiêu, định hướng, khát vọng phát triển của mình đã được xác định tại Đại hội 16 của Đảng bộ tỉnh. Thứ tư, quan tâm, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng là nhiệm vụ của toàn xã hội, trong đó có vai trò, trách nhiệm của đoàn thanh niên. Từng cán bộ đoàn, đoàn thanh niên nêu gương đối với các em nhỏ là rất quan trọng. Trăm lời giáo huấn hay không bằng một tấm gương tốt. Thứ năm, các cấp bộ đoàn cần quan tâm phát triển đến tổ chức đội và phong trào thiếu niên trong trường học và trên địa bàn dân cư, tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, quan tâm chăm lo thiếu nhi đặc biệt khó khăn, trẻ em lang thang cơ nhở, tạo điều kiện để các em vui chơi giải trí, xây dựng môi trường lành mạnh để các em học tập rèn luyện và trưởng thành. Thứ sáu, quan tâm công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ đoàn hội trong tỉnh. Thứ bảy, cán bộ đoàn làm tốt công tác niên phải thường xuyên đi cơ sở để tìm hiểu về thanh niên, phải học tập nâng cao trình độ về mọi mặt để theo kịp sự phát triển của xã hội, sự phát triển của khoa học công nghệ. Thứ tám, các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp quán triệt và nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, quan tâm lắng nghe thanh niên nói, vận động định hướng thanh niên làm. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bạc Liêu luôn đặt sự kỳ vọng vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ của tỉnh nhà hôm nay. Đặc biệt, dịp này Trung ương Đoàn đã tặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho 5 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, phát triển thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu trao tặng bằng khen cho 17 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2021. Bên cạnh tổ chức họp mặt chào mừng, các cơ sở đoàn trên toàn tỉnh cũng thực hiện nhiều hoạt động thiết thực để chào mừng 90 năm ngày thành lập đoàn, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021. Trong đó, đoàn khối các cơ quan cấp tỉnh tổ chức hội thao chào mừng, thu hút trên 150 vận động viên đến từ các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Bạc Liêu tham gia với nhiều môn thi đấu, thể hiện tinh thần đồng đội như bóng đá mini nam, cầu lông, bóng chuyền, trò chơi bước chân thần tốc và trò chơi bánh xe quay đồng đội. Trong phần thi bước chân thần tốc, mỗi đội có 10 vận động viên chia thành 2 lượt, mỗi lượt 5 vận động viên. Tay mỗi người cầm một sợi dây và cùng bước đi trên một tấm ván. Đội nào về đích trước thì sẽ thắng. Với trò chơi này đòi hỏi sự phối hợp cao giữa các thành viên trong đội thì mới bước đi nhịp nhàng và thần tốc được. Đội chi đoàn Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu có những bước đi nhịp nhàng thần tốc và giành được giải nhất môn thi này, đó chính là nhờ tinh thần đồng đội.
Để chuẩn bị cái hội thao này thì chi đoàn cục thống kê cũng tập luyện cho các đội ví dụ như bóng đá mini, để bánh xe quay đồng đội, rồi bước chân thần tốc. Thì chi đoàn cũng có những cái chiến thuật để đạt những thành tích cao. Ví dụ như trong bước chân thần tốc chẳng hạn, thì đội chia làm hai đội, thì như vậy thì nữ sẽ đi trước và nam sẽ đi sau. Như vậy các bước chân của cái bước chân thần tốc, nữ sẽ cái sải chân nó sẽ đều nhau, như vậy sẽ đạt được cái thành tích cao hơn. Cũng giống như trò chơi bước chân thần tốc, trò chơi bánh xe quay đồng đội thì cả đội 10 người cùng tham gia trên một bánh xe. Bánh xe đội nào lăn về đích trước nhất là đội thắng cuộc. Với những môn thi đấu mang tính đồng đội như thế, vừa tạo không khí vui tươi mà còn thắt chặt thêm tinh thần gắn kết giữa các vận động viên, và quan trọng là tạo được sân chơi lành mạnh bổ ích cho các bạn trẻ. Do đó cũng là một phần trong các hoạt động chào mừng ngày 26 tháng 3 của đoàn khối các cơ quan cấp tỉnh. Để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đoàn và hưởng ứng tháng thanh niên năm 2021, thì ban vụ đoàn khối đã xây dựng và triển khai cái kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các cái hoạt động chào mừng 90 năm cũng như là tháng thanh niên. Thì qua đó thì đã có là trên 40 công trình phần việc thanh niên đăng ký thực hiện trong tháng thanh niên. Và cấp khối thì ban vụ đoàn khối đang thực hiện cái công trình là sân chơi cho thiếu nhi tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh. Đoàn khối tổ chức cái hội thao thanh niên trong 3 ngày, ngày 13, 14 và 20, thì với 6 cái nội dung thi đấu, đó là bóng đá mini nam, rồi bóng chuyền hơi nữ, rồi cầu lông đôi nam nữ, kéo co, và cái hai cái nội dung trò chơi dân gian, đó là bánh xe quay đồng đội và lướt ván. Thì đó là các cái nội dung mà tổ chức trong cái hội thao thanh niên kỳ này. Và cái nội dung thứ tư nữa là tổ chức cái lễ kỷ niệm ôn lại truyền thống 90 năm ngày thành lập đoàn, rồi tuyên dương cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu và họp mặt cán bộ đoàn qua các thời kỳ. Ngoài ra, nhân 90 năm sinh nhật đoàn năm nay, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Bạc Liêu phối hợp với Ban Liên lạc Cựu Cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam tổ chức chương trình trao tặng thư viện khuyến học cho xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Với hơn 1.000 cuốn sách đa dạng về nội dung và gồm nhiều thể loại, nói về Đảng, Bác Hồ, lịch sử của dân tộc và tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam, thì còn có nhiều sách thiếu nhi, có cả truyện tranh để thu hút nhiều độc giả đến với thư viện. Đây là những món quà được quyên góp từ các cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam khu vực phía Nam, với mong mỏi thư viện sẽ giúp các em học sinh, người dân trên địa bàn có thêm thời gian giải trí, tích lũy nhiều kiến thức bổ ích trong học tập, đời sống, giúp các thầy cô giáo thêm nhiều sách giáo khoa, tạo ra nhiều kênh thông tin đa dạng phục vụ cho công tác giảng dạy. Tỉnh Long Thạnh được tiếp nhận cái thư viện khuyến học từ các cô chú của Ban Liên lạc Thanh niên Việt Nam, thì cũng đi vào hoạt động là tương đối là ổn định. Tuy rằng là nó cũng hơi mới nhưng mà những độc giả được biết đến thì nó cũng khá là nhiều, tập trung vào là những cái thanh niên trên địa bàn và các em học sinh ở các điểm trường trên địa bàn xã. Sau những cái giờ làm việc thì những cái giờ học thì cũng ghé đây để tìm những cái cuốn sách, những cái tài liệu bổ ích để mà tìm đọc để mình vận dụng vào cuộc sống. Thì sách được tiếp nhận là khoảng 1.000 cuốn sách, thì trong đó có những cuốn nói về là khoa học chính trị, rồi tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác Lênin, và những cái cuốn huyền thoại về như là huyền thoại Củ Chi và những cái lịch sử của nhà nước Việt Nam. Và bên cạnh đó thì nó cũng có những cái cuốn sách dành cho các em học sinh như là bài tập làm văn mẫu, rồi toán, và những cái cuốn truyện tranh cho các em thiếu nhi mẫu giáo rồi cũng tìm để đọc. Thư viện khuyến học sẽ là nơi để cho đoàn viên thanh niên thiếu nhi và người dân xã Long Thạnh có điều kiện đọc sách miễn phí, góp phần thúc đẩy phong trào đọc sách, nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng, nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương. Năm nay, đoàn ta mừng sinh nhật 90 năm. 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên Bạc Liêu nói riêng đã nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, để mỗi thanh niên hôm nay luôn tự hào về lịch sử đoàn, cùng nhau ra sức rèn đức luyện tài, tiếp tục cống hiến sức trẻ cho quê hương đất nước và luôn xứng đáng là cánh tay đắc lực tin cậy của Đảng.